Đây, mấy cái cục nguồn này anh chị tháo ra, là tháo mấy cái rắc này ra này, nhớ chụp ảnh lại để mà sau này còn lắp vào cho dễ. Ở đây nó sẽ có mấy con ốc bắt đây, anh chị tháo con ốc ra rồi lấy cái cục này ra. Đấy, màu thế không, ở mấy cái cục bờ vừa này đây, ở đây nó sẽ có con ốc bắt giữ chặt này ra. Anh chị mở 4 con ra, đây một con này, bên này một con này, phía bên kia cũng một con. Đấy, anh chị lấy cái cục này ra. Anh chị nhớ rút cái mấy cái rắc này ra, là nhớ để ý chụp ảnh lại nhá. Còn nếu mà máy mà ngập lên phía trên này, đây cục motor, đây mấy cục motor này ra. Ở đây nó sẽ có cái đường dây điện, nó sẽ nối vào với cái cục nguồn này. Anh chị rút ra, xong rồi tháo này ra. À, phía trên này, anh chị mà máy nó ngập quá ở trên này, anh chị tháo ở sau này có cái nắp này, anh chị đè cái đầu này xuống. Đây, ở sau này có cái bo mạch. Mình tháo hai con ốc này đây, rồi mình tháo này, mình gỡ lấy cái đầu này ra luôn. Đây có mấy con ốc này, mình tháo ra, mở hai con ốc này ra, nó sẽ có 4 con ốc ở đây. Mình tháo 4 con ốc này ra là mình gỡ luôn cái đầu này ra được. Cái đầu này.